Thì bây giờ đó các bạn, thì bây giờ là thầy đi qua là cái chợ là thực phẩm nha. Thì đầu nãy phía ở bên đây là cái chợ đó là cái chợ Sa Đéc. Thì bây giờ thầy qua bên đây là cái chợ này là cái chợ thực phẩm nè. Đó. Bây giờ thầy đi qua ở bên cái hướng này. Đó thầy đó các bạn, thì đó các bạn, thì hôm nay đó các bạn, thì Tí La Cà Lâm thì có đi theo sư Minh Tệ, có thầy Thích Chí Chung nha, để đi vô một cái chợ. Nhưng mà thầy là đi là thầy cũng không có mang dép luôn nha. Đó thì thầy đi vô cái chợ này là cái chợ gì đây mình cũng không có biết luôn nè. Dạ con chào thầy. Ủa ta hôm nay là thầy đi chợ hả thầy? Dạ một lần. Dạ dạ. Sáng đó mỗi sáng sư đi khất thực. Dạ. Dạ 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 dạ. Thầy cũng đi bằng cái chân không luôn nha. Tí La Cà Lâm. Đó thì bây giờ đó thì có những cái người dân là đang mô Phật. Sư đó thì có cái vị này là đang kêu sư Chí Chung đi ghé đi vô nha. Đó là bây giờ chị đang lấy nho. Cúng dường gửi trái cây về cúng thần. Dạ dạ bữa dạ là rằm tháng tư. Dạ lớn đó. Dạ và sư cũng nói luôn thường thường đó cô. Dạ sư đi các thực ngang thì cô này cũng thường ủng hộ và cúng dường cho sư. Dạ dạ con Phật xin cảm ơn con Phật. Sư quá đi nha. Dạ đi ra ngoài đó. Thì sư đang đi vào cái chợ, ở chợ này là cái chợ Sa Đéc luôn luôn các bạn ơi. Chợ này là chợ Sa Đéc. Thì các bạn thấy là khi thầy đi đó các bạn, thì thầy đi cũng giống y như là ông sư Minh Tệ luôn nha. Đó đó đó. Dạ thì đi ra ở ngoài đường đó các bạn, thì những người dân thì người nào cũng là biết thầy hết nha. Các bạn thấy là cái chợ Sa Đéc đó đó các bạn, thì rất là đông nha, tại vì giấc này là cái giấc sáng nè, nên là rất là đông bà con đi chợ rất là đông luôn nha. Sa Đéc đó khi mà các bà nữ đó dạ về Sa Đéc ở đây là chợ ở đây có
Dạ. Con quay không? Con quay không? Dạ dạ dạ. Ở đây là cái quán cơm. Ủa nhưng mà cái quán này là cái quán cơm chay. Vậy là cái quán cơm chay hả thầy? Đặc biệt của cô Diệu Long. Dạ 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 dạ. Có tiền ăn cũng được, không tiền ăn cũng được. Dạ 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 dạ. Dạ. Đó thì hôm nay thì Tí La tình cờ thì đi ngang cái chợ xe đét này đó các bạn, thì Tí La Lâm gặp sư thầy sư thầy ký chung nha. Đó thì bà con ai cũng biết thầy hết nha. Sư đó, đó 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 đó, thì người nào gặp thầy cũng là mô Phật hết nha. Đó thì có một người chị cúng dường cho thầy. Rất là nhiều người để tới để là cúng dường cho thầy nha. Bây giờ đó các bạn, thì bây giờ là thầy đi qua là cái chợ là thực phẩm nha. Em cho nào nãy phía ở bên đây là cái chợ, đó là cái chợ xe đét, thì bây giờ thầy qua bên đây là cái chợ này là cái chợ thực phẩm nè. Đó bây giờ thầy đi qua ở bên cái hướng này. Đó thì đó các bạn, thì những cái tiền đó là tiền hồi nãy là những cái người những người dân là cúng dường, thì bây giờ là thầy thấy là có một đứa cháu đang bán vé số mà có chở theo một cái đứa là con nhỏ, nên là thầy cho đứa bé đó là 50k nha. Thầy phải nói là cái tấm lòng quá trời cao cả luôn ha. Quá trời đông người luôn rồi. Đó thì các bạn thấy là người nào đi nghe cũng là cúng dường cho thầy nha. Đó thì giờ là thầy đã đi tới trên cái chợ đó. Đây là cái chợ là thực phẩm hả thầy? Đã bây giờ là thầy có đi qua bên là chợ này không? Mình có đi vô chợ đâu? Thì bây giờ các bạn thấy là thầy đang đi bộ nè. Nhưng mà đặc biệt có một cái đó các bạn, thì thầy đi cũng là đi một cái chân không luôn nha. Sáng nay thì thầy đang đi vòng một cái chợ là chợ xe đét và chợ ẩm chợ gì nữa đó, đó mình của mình cũng quên rồi. Thì hồi nãy đó các bạn, thì cũng có rất là nhiều những người dân là trong chợ xa đét nha, rồi đi ra để cho thầy một nho với quýt gì đó tặng đem về cho thầy là thầy cúng dường nha.
có người thì cho thầy bánh tét, ủa cho bánh mì, nước sâm và tiền nha. Đó thì anh em cũng đang cho thầy, người cho 10.000, người cho 20.000, người cho 50.000 nha. Đó thì bây giờ đó các bạn, thì thầy đang đi lợi trong một cái chùa, nhưng mà chùa này chùa gì bây giờ là mình cũng chưa có biết luôn nha. Chùa này phải nói là quá trời lớn luôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn giáo Phật, hộ đồng chứng minh, hộ đồng trị sự, thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, chư tôn đức, 12 vị thầy, 11 ban ngành, cùng quý tôn đức tăng ni trụ trì các cơ sở tự viện. Kính thưa quý vị khách quý, lãnh đạo chính quyền các cấp, quý thiện nam tín nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng hôm nay, kính thưa quý thiện vị, hàng năm vào tháng 4 âm lịch, tất cả những người con Phật trên khắp thiên và loài người, điều đó nói lên rằng sự xuất hiện của Đức Phật là sự xuất hiện tình thương, sự xuất hiện hòa bình. Quá trình truyền bá đạo Phật là quá trình truyền bá tình thương, lời kêu gọi hòa bình. Tình thương và hòa bình là sản phẩm chung của nhân loại, là điều mơ ước chung của tất cả mọi người. Chúng ta cần phải phát huy và tôn vinh nó. Mục đích của Ngài Phật Đản hôm nay nhằm tôn vinh các giá trị đạo đức, văn hóa tư tưởng hòa bình, sự yêu thương đoàn kết và tinh thần bất bạo động của đạo Phật, đồng thời tạo mối tương kính và lòng yêu thương giữa con người với con người, con người với dân tộc, với đất nước, với thiên nhiên. Đứng trước thời đại 4.0 của thế kỷ 21, lĩnh vực khoa học công nghệ ngày đã thành tựu vượt bậc. Chất lượng cuộc sống của con người đã từng bước được cải thiện, những nhu cầu cơ bản phần nào đã được đáp ứng, và với cánh tay khoa học công nghệ diễn ra đến vô tận sẽ chi phối hầu hết con người hồ hởi và ngày càng phấn khích trước năng lực nội tại của mình. Vì lẽ với năng lực sẵn có, con người có thể rút ngắn khoảng cách không gian và chi phối chiều dài thời gian chỉ một thao tác nhấp chuột. Quá khứ rồi, bây giờ thầy đi về đâu thầy? Thì đó các bạn, từ giờ sư các bạn, thì sư vô trong cái chợ này là một cái chợ nhỏ, nhưng mà mình không biết là cái chợ này là cái chợ gì nhé. Thì giờ các bạn thấy là sáng sư đi chợ ha, thì cũng có người cho thầy, một người cho 10.000, 20.000 nha, 50.000 nha. Wow, cái đó là cũng như là người ta kêu là lấy một cái lọc hả anh? Dạ, cái lọc của em. Dạ. Dạ. Tốt hả? Dạ. Rồi, bình thường thôi. Đó, thì giờ thầy vô trong cái chợ nhỏ này, bán đồ ăn hai bên đường luôn nha. Yeah.
yếu quá rồi. Anh có chờ em đi. Đó. Giờ đã thì đã tới cái chợ. Tới chân chị này cho thầy nhãn nha.
đó thì có người chị đang cho thầy một đòn bánh tét. Kẹt xe luôn rồi. Khi mà các bạn theo sớm bạn thì tí là lắm bạn thì cũng có chạy theo thầy Thích Chí Trung, thì thầy đi là chợ Sa Đéc, chợ thực phẩm ở Đồng Tháp nha. Thì đi thầy đi tháng giờ tổng hết là ba cái chợ nha. Thì quay hồi sớm giờ đó các bạn thì quay, thì bây giờ thầy cũng đã đi về rồi, thì thôi giờ là Tí La Cà Lâm thì cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy mộ cho Tí La Cà Lâm bạn, hay cho Tí La Cà Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ Tí La Cà Lâm bye bye các bạn nha, bye bye.